Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy, Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy, Thầy phải nói sự thật cho các con, Thầy đi để ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phụ Trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng đến người đến với các con. Khi người đến, người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy về cùng Chúa Cha và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, chúng con thiếu nhi cái đặc biệt với quý huynh đoàn Đa Minh Chi Trung Niên, có một em bé bị mù từ tuổi bẩm sinh, nghĩa là em không có thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì hết ngay từ khi mới sinh ra đời. Và cứ như vậy thời gian, rồi đến một ngày cha mẹ của em quyết định đưa em đi kiểm tra, và sau nhiều lần đó thì bác sĩ với sự phát triển của y học, người ta nói với lại cha mẹ của em là cái con mắt của cặp mắt của con của ông bà bây giờ khoa học phát triển có thể phẫu thuật và có thể làm cho em sáng lại được. Khi mà nghe như vậy thì chúng con chúng nhi biết là ba mẹ của em này có thích không? Hạnh phúc không? Có, hạnh phúc lắm. Cho nên tìm mọi cách, dù phải bán hết mọi sự, cũng sẽ lo để cho con mình có thể thấy được. Và sau nhiều ca phẫu thuật thì mắt của em bé này đã có thể nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy được bầu trời, nhìn thấy được mọi quang cảnh, mặt trời, mặt trăng tinh tú, thấy được con người, thấy ba mẹ, thấy cảnh đẹp, chim chóc, rồi biển khơi. Lúc này cậu bé quay lại nói với mẹ: Mẹ ơi, sao mà mẹ không có nói cho con biết là cái thế giới này nó lại đẹp như vậy? Lúc này mẹ của em bé này, cậu bé này mới nói: Con à, trong khi con không thể thấy được, cặp mắt của con bị mù đó, thì mẹ đã tìm mọi cách để diễn tả cho con về thế giới, nhưng mà làm sao mà con hiểu được? Mẹ làm sao mà có thể nói cho con được, để con có thể hiểu được như bây giờ con đã có thể thấy được? Bây giờ cộng đoàn chúng con thiếu nhi, đúng là như vậy, không có thể nào mà diễn tả được để cho người ta có thể hiểu được cái thế giới bên ngoài, nếu mà cặp mắt không thấy được bằng cái trực giác, bằng cụ thể, bằng cái giác quan, bằng cái con mắt thật. Cái điều này nó cũng diễn tả cái cách này hay cách khác về đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cũng không thể hiểu được về cái mầu nhiệm của Thiên Chúa nếu mà Chúa Giêsu không vén cái bức màn ra cho chúng ta thấy. Và với tác động của Chúa Thánh Thần, Ngài bóc ra khỏi con mắt của chúng ta, khỏi những cái mảng bám ở trong mắt, để chúng ta có thể thấy được các cái mầu nhiệm đức tin, thì mãi mãi chúng ta cũng không thể hiểu được về mầu nhiệm Thiên Chúa, về nguồn gốc của con người, về chúng ta là con cái của Thiên Chúa Cha. Tất cả những điều đấy bây giờ chúng ta được đón nhận nhiều, chúng ta nghe giảng nhiều, chúng ta được nghe những mặc khải của hội thánh, thì chúng ta cảm giác như đó là cái điều gì đó tự nhiên.
Nhưng mà đối với một người anh chị em lương dân đó, tất cả những gì chúng ta đã và đang sống bây giờ đối với họ vẫn là một bức màn bao phủ, và họ khó lòng có thể nhận ra và hiểu được những gì mà chúng ta đang hiểu đây. Và để có thể hiểu được cái ngày hôm nay đó, thì đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần tác động mạnh mẽ trong mỗi tâm hồn, trong chính mỗi người tín hữu Công giáo chúng ta, kể cả những lúc này chúng ta đã được đón nhận đức tin. Và nhất là trong tâm hồn của nhân loại, những anh chị em chưa hề biết Chúa, thì Chúa Thánh Thần vẫn làm việc tác động trong lương tâm của họ để họ có thể mở ra và đón nhận chân lý về Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay đó, Ngài nói cho chúng ta biết: Thầy đi thì có lợi hơn cho thế giới này, Thầy đi thì có lợi hơn cho anh em, bởi vì Thầy không đi thì Thánh Thần không đến, mà Thầy đi thì Thầy sẽ xin với Chúa Cha, và Chúa Cha sẽ ban Thánh Thần cho anh em. Và chính Chúa Thánh Thần là Thần chân lý sẽ soi lòng mở trí cho chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho chúng ta, và tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta. Kính thưa quý cộng đoàn, cách riêng với chúng con thiếu nhi và hôm nay có quý hội viên huynh đoàn Đa Minh thì trung niên mừng lễ kỷ niệm 6 năm ngày chi trung niên của giáo xứ Cả Sạch chúng ta ra đời. Về huynh đoàn Đa Minh ấy, thì có liên huynh và huynh đoàn Đa Minh, thì hôm nay cũng là dịp để chia sẻ một chút với cộng đoàn, đó là dòng ba Đa Minh. Dòng ba Đa Minh là một phần của dòng Đa Minh. Dòng Đa Minh thì có dòng nhất, dòng nhì và dòng ba. Dòng nhất là các linh mục, những người thuộc dòng giảng thuyết, tu làm linh mục và tu huynh để giảng thuyết, giảng dạy lời Chúa. Dòng nhì có thể là các gì đứng tu sĩ, không biết có đúng không ạ? Dòng ba thì là những người anh chị em tín hữu sống đời sống gia đình bình thường như chúng ta, nhưng mà cũng tham gia vào huynh đoàn, giữ những lời khấn và có những cái tu luật quy định được dòng ba, được dòng Đa Minh đưa ra để giúp thánh hóa đời sống nhân loại và thánh hóa đời sống của các cái thành viên của huynh đoàn. Khi tham gia vào huynh đoàn Đa Minh thì ngoài việc sống đời sống gia đình, thì các thành viên của huynh đoàn Đa Minh dòng ba đó có thể thánh hóa chính đời sống của bản thân, thánh hóa đời sống của gia đình qua chính đời sống tu luận của huynh đoàn dòng ba Đa Minh, và nhờ vậy mà biến đổi đời sống, biến đổi thế giới theo linh đạo của dòng ba Đa Minh. Ngoài những công tác tông đồ, ngoài những việc được giao phó trong các cộng đoàn giáo xứ, nhiệt thành, nhiệt tâm của huynh đoàn, của linh đạo Đa Minh ra, thì các cái thành viên của huynh đoàn Đa Minh đó sẽ thực hiện giữ các cái giờ kinh. Mà các cái giờ kinh này đó là giờ kinh phục vụ, không biết có phải giữ đủ 5 giờ kinh như các linh mục không ạ? Có không, hay chỉ giữ có 1 giờ kinh sáng? Huynh đoàn Đa Minh đọc mấy giờ kinh phục vụ một ngày ạ? Mấy giờ? 1 giờ kinh sáng. Tức là đời sống của linh mục tu sĩ thì sẽ giữ 5 giờ kinh mỗi ngày. Giờ kinh sách, giờ kinh sáng, giờ kinh trưa thì được chia làm 3 giờ kinh: giờ kinh 6, giờ kinh 3 và giờ kinh 9. Đó là giờ kinh trưa, rồi giờ kinh chiều, giờ kinh tối, đó là giờ kinh, 5 cái giờ kinh chính, giờ kinh phục vụ mà các linh mục tu sĩ phải giữ, buộc phải giữ. Đó. Thế nhiều khi mà cộng đoàn vào tìm các cha bấm chuông mãi không thấy, thì đôi khi cũng phải thông cảm, bởi vì các cha đang là đọc kinh, cái giờ kinh nguyện bổn phận của mình, giờ kinh phục vụ, nên không tiện để mà ngắt cái giờ kinh để ra bên ngoài. Đó. Thì dòng Ba Đa Minh hay là chi trung niên của dòng Ba Đa Minh chúng ta giữ 1 giờ giờ kinh sáng. Cái giờ kinh phục vụ này đó, nó không phải là chỉ là việc đạo đức bình dân đâu, mà khi giữ giờ kinh phục vụ này đó là giữ giờ kinh chính thức của hội thánh.
Trong hội thánh thì giờ kinh phục vụ là giờ kinh chính thức của hội thánh. Các linh mục tu sĩ phải đọc giờ kinh này. Và khi mỗi một linh mục hay tu sĩ đọc giờ kinh này là cùng với toàn thể hội thánh để mà dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu nguyện cho cả thế giới và cho giáo hội. Đấy. Cho nên khi mà dòng Ba Đa Minh, dòng tham dự vào cái giờ kinh phục vụ này, đó là đang tham dự vào giờ kinh chính thức của hội thánh để cầu nguyện cho giáo hội và biến đổi thế giới này, biến đổi giáo hội. Nếu mà không có cái giờ kinh chính thức của hội thánh như vậy đó, thì cái lời kinh nguyện của hội thánh dâng lên Thiên Chúa Cha đó, nó sẽ bị thiếu hụt. Và chính giờ kinh nguyện chính thức này biến đổi thế giới qua cái sự trung thành của các linh mục tu sĩ và nhất là của các cái hội dòng, kể cả dòng Ba Đa Minh khi tham dự vào giờ kinh nguyện này. Kính thưa quý cộng đoàn, chia sẻ với quý cộng đoàn một đôi nét về dòng Ba Đa Minh, cách chung và riêng với quý hội viên của chi trung niên dòng Ba Đa Minh của giáo xứ chúng ta, để chúng ta cũng biết hoạt động của quý hội viên dòng Ba Đa Minh, chúng ta có thể công tác cầu nguyện tham gia để cầu nguyện cho giáo hội và biến đổi đời sống của bản thân qua linh đạo của dòng Ba Đa Minh.